hôm trước chú Dũng phun ngày nào hả chú Dũng? Nếu phun thuốc cho vitamin C bên con á. Phun cách nay là cũng 8 ngày rồi, khi mà nó bị phát ra Dạ. là nó cái đốm này, rồi chú Dũng mới là phun cái thuốc của con vô, Dạ. là cái đốm này, cái đốm trắng này nó đã liền Dạ. và nó không có phát tán ra xa, kể như là nó đã hết rồi, nó đã giảm rồi mà đi. Nhưng nếu mà mình không phun thuốc thì tình hình bệnh nó sẽ phát tán như thế nào chú? Nhiều hơn không chú? Nếu mà không phun thuốc á thì nó phát tán ra rất lẹ, Dạ. trong vòng một bữa trước bữa sau là nó phát tán ra nhấp nháy luôn, có thể là hết dây luôn, Hết vậy luôn. nó có thể là nó lây nữa, Dạ. lây hết vườn luôn. Hôm trước chú phát hiện là nó có một vài đốm. Xong rồi chú phun thuốc của con. Đúng, Đến hôm nay thì chú có thấy nó không thấy nó phát tán thêm. không phát tán thêm, Dạ. cũng như là nó đã hết rồi, dẫn đứng rồi, nó đã hết cái phần đó rồi. Dạ. Trong 8 ngày mà chú phun bữa hổm đó thì chú có nghe trong 8 ngày đó đó là chú có phun thuốc nào khác nữa không chú? Không, Không. đặc biệt là không Là không có 8 không ngày. không phun thuốc gì hết, Dạ. một lần một phun ba cái thuốc đó rồi là tới thế này thôi, đúng 8 ngày. Trong 8 ngày đó, hôm qua là có mưa nhiều không chú? Lượng mưa rất nguyên ngày luôn. Mưa ngày luôn. Nếu mà thường mưa như vậy là bệnh lên nhiều. Bắt buộc bệnh phải lên, Dạ. mà bệnh bắt buộc bệnh bệnh phải lên, mà nếu mà không không ngừa là không quá qua 8 ngày đó, 10 ngày đó mà không xịt lại là bắt buộc Lên nó lại. nhiều khi nó phải sợ là bệnh bệnh nó trở phải trở Dạ. lại, Ok. Theo như tại tới vì lượng mưa quá nhiều. Dạ, kết luận đến thời điểm 8 ngày hôm nay thì chú đánh giá cái thuốc này như thế nào chưa? Cái thấy nó là nó không có, mà nó bệnh nó đứng, các cái mấy mấy cái dây kia nó không có Bị lây. không bị lây. Dạ. Dạ rồi.